Trong khi đó, giá lợn hơi ngày hôm nay đã giảm từ 1 đến 2.000 đồng một ký tại cả 3 khu vực và ghi nhận là mức thấp nhất 48.000 đồng một ký. Hiện nay thì nguồn lợn hơi trên thị trường khá là dồi dào nhưng mà sức mua vẫn chưa tăng mạnh trở lại, do đó giá lợn hơi đã có sự liên tục giảm. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi giảm 1.000 đồng một kg tại một vài địa phương và dao động trong khoảng 49 đến 50.000 đồng một kg. Theo đó, sau khi giảm một giá, tại Yên Bái, Phú Thọ cùng về mức 49.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi giảm từ 1 đến 2.000 đồng một kg, còn khoảng 48 đến 52.000 đồng một kg. Sau khi giảm một giá, Nghệ An đang thu mua ở mức 48.000 đồng một kg, thấp nhất khu vực. Khánh Hòa và Bình Thuận sau khi cùng giảm một giá, giá lợn hơi lần lượt là 49.000 đồng một kg và 52.000 đồng một kg. Lâm Đồng sau khi giảm hai giá về mức 51.000 đồng một kg. Tại khu vực phía Nam, giá lợn hơi hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng một kg tại một vài địa phương và dao động trong khoảng 51 đến 55.000 đồng một kg. Sau khi giảm 1.000 đồng một kg, Hậu Giang và Sóc Trăng đang thu mua ở mức 51.000 đồng một kg, ngang với Bến Tre. Cùng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng một kg, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ đang thu mua chung mức 52.000 đồng một kg. Giá gia cầm hôm nay tiếp tục được giữ nguyên, không có biến động so với những ngày trước. Giá gà vẫn ở mức cao và vịt thì chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Giá gà hôm nay tiếp tục giữ mức cao, không có dấu hiệu hạ nhiệt, trong đó gà mía là cao nhất đến 90.000 đồng một kg. Gà Minh Dư, gà Di, gà Nòi có mức giá ổn định hơn, không quá cao cũng không quá thấp, dao động từ 60 đến 70.000 đồng một kg. Giá vịt hôm nay duy trì mức 34 đến 40.000 đồng một kg. Tương tự như những ngày trước đó, không ghi nhận thay đổi. Giá vịt miền Nam tiếp tục cao hơn miền Bắc, chênh lệch 6.000 đồng một kg. Thưa quý vị, Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người diễn ra mới đây tại Lai Châu, có sự tham gia của 14 dân tộc ở 13 tỉnh thành trong cả nước. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn các di sản văn hóa và cũng là để du khách tìm hiểu các nét văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số ở khắp mọi miền trong cả nước. Các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội nhằm phát huy giá trị bản sắc các dân tộc ít người, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc. Về tập trung tại lễ hội Lai Châu ngày hôm nay, tôi rất tự hào bởi vì tôi dân tộc Ơ Đu rất ít người nhất mà được quan tâm về tập trung lễ hội tại Lai Châu đây. Tôi đến từ Canada. Chúng tôi đã bay một chặng đường dài để đến Việt Nam. Chúng tôi đến Lai Châu để tham dự lễ hội này. Tất cả các lễ hội toàn miền Bắc rất đẹp, toàn dân tộc mặc quần áo sặc sỡ, không giống nơi nào cả. Và chúng tôi rất vui mừng khi được nhìn và biết phong tục tập quán ở vùng Tây Bắc. Đến với ngày hội, du khách được hòa mình vào không khí sôi động, được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa thể thao giàu bản sắc như liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, nghề thủ công truyền thống, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống ở từng địa phương. Những ngày trong tháng 11 này, chúng ta lại nhớ về sự cống hiến của các giáo viên trong sự nghiệp trồng người, đặc biệt là những giáo viên vùng cao, những nơi biên giới xa xôi đầy gian khó. Những giáo viên họ phải cắm bản với rất nhiều người phải sống xa gia đình, xa người thân, tạm gác lại hạnh phúc riêng tư, ngày nối ngày kiên trì bám trụ ở các thôn bản xa xôi để cho giấc mơ con chữ của học trò vùng cao được trọn vẹn. 16 năm gắn bó với sự nghiệp chồng người, cô Hoàng Thị Bảy, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Lắc, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, luôn hết lòng tận tụy vì học sinh. Nhiệt huyết với nghề, sâu sát với học sinh, cô Bảy đã tiếp thêm tay chèo để lái con đò tri thức cho bao thế hệ được cập bến thành công. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn, cô Hoàng Thị Bảy về công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Đây là ngôi trường chuyên biệt với hơn 96% học sinh là người dân tộc thiểu số. Để hiểu được thì chúng tôi phải tự tìm tòi và tự học cái ngôn ngữ, ví dụ như tiếng của Ế-đê là nói như thế nào, tiếng Mơ Nông ra sao và tiếng Thái, tiếng Tày, tiếng Nùng ra sao, từ những cái cách chào rồi cái văn hóa của các em nữa. Trong một môi trường gọi là tập thể mà, để chúng ta phải tìm được một cái tiếng nói chung ở đây cho các em. Đó là một cái khó khăn. Cô Bảy hóa thành người lái đò đưa nhiều thế hệ học sinh cập bến tri thức. Hạnh phúc lớn nhất của cô Bảy chính là sự nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn để học thật tốt của các em học sinh. Đợt này rất là vinh dự có cô Hoàng Thị Bảy được trung hội khen thưởng.
Ngoài ra cô Bảy ra thì sẽ còn rất là nhiều giáo viên ở địa bàn. Tuy nhiên thì phải nói một cách tổng thể là hầu hết tất cả các anh chị em giáo viên, mặc dù hoàn cảnh thì có những cái khó khăn nhất định, tuy nhiên thì với cái tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đặc biệt là với cái niềm đam mê và tình cảm với ngành giáo dục, thì các cô đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Suốt 16 năm gắn bó với ngôi trường vùng xa, cô Hoàng Thị Bảy đã chắp cánh cho bao thế hệ học trò dân tộc thiểu số vươn lên. Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng, cô Hoàng Thị Bảy đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Năm 2023, cô là giáo viên duy nhất của tỉnh Đắk Lắk được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc tổ chức. Liên tiếp là các tin vui cho thị trường nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Mới đây thôi, quả bưởi tươi là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào thị trường khó tính là Mỹ, được người tiêu dùng ưa chuộng. Bưởi là loại quả được ghi nhận có kim ngạch xuất khẩu tăng cao, có nhiều lợi thế để chiếm lĩnh cho thị trường của nước Mỹ. Cụ thể, số liệu thống kê sơ bộ từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho thấy, trong năm 2023, bưởi đã ghi danh là loại quả có kim ngạch xuất khẩu tăng cao. Trong 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu trái bưởi đạt 29,6 triệu đô la Mỹ, tăng 144% so với cùng kỳ năm 2022, mức tăng mạnh nhất trong vòng 5 năm qua. Dù nguồn cung bưởi trên thế giới nhiều, nhưng bưởi Việt Nam vẫn đang được đánh giá có nhiều lợi thế khi bán giá cao hơn các đối thủ khác 3 đến 4 lần nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng. Bưởi da xanh xuất khẩu sang Mỹ có trọng lượng từ 1 đến 1,7 kg một quả. Mỗi quả dao động từ 375.000 đến 900.000 đồng và được bày bán tại các siêu thị. Không chỉ Mỹ, trái bưởi tươi của Việt Nam còn được xuất khẩu sang 12 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, trong đó có New Zealand, Hà Lan, Đức. Còn bây giờ xin được tiếp tục với các thông tin thị trường nông sản đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, thị trường hồ tiêu Việt Nam đang có dấu hiệu sôi động hơn để phục vụ cho những đơn hàng cuối năm. Hiện tại các địa phương giá tiêu đang ở trong khoảng từ 66.500 đến 70.000 đồng một ký, tức là đã tăng khoảng 500 đồng một ký. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay thu mua ở mức 67.500 đồng một kg, tăng 500 đồng một kg. Cũng tăng 500 đồng một kg tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 66.500 đồng một kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 67.000 đồng một kg. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 70.000 đồng một kg. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 69.000 đồng một kg. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, niêm yết giá tiêu đen Lampung, Indonesia chốt tại 4.073 đô la Mỹ một tấn, giảm 0,12%. Giá tiêu đen Brazil Astar 570 ở mức 3.000 đô la Mỹ một tấn, giảm 100 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.500 đô la Mỹ một tấn, loại 550 g một lít mức 3.600 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng ở mức 5.100 đô la Mỹ một tấn.